E-home là một thể loại truyện tranh đặc biệt, thường được minh họa bằng tranh ảnh chất lượng cao và thường mang những nội dung hoặc đề tài hết sức gần gũi với cuộc sống. Đặc biệt, E-home thường được xem như một công cụ quan trọng trong việc kết nối giữa các bậc cha mẹ và con cái. Tại Nhật Bản, nó không chỉ đơn giản là một thể loại truyện tranh mà còn là một cầu nối vô giá để gia đình tận hưởng thời gian quý báu bên nhau sau những ngày làm việc căng thẳng và bận rộn. E-home mang đến những khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc khi các thế hệ gia đình cùng nhau đọc truyện và khám phá thế giới của những nhân vật yêu thích. Chiều ngày 14 tháng 10, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã khai mạc sự kiện thế giới của họa sĩ Nhật Bản Yasumasa Suzuki. Sự kiện này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thế giới của họa sĩ Nhật Bản Yasumasa Suzuki đã mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội tham quan những tác phẩm tranh gốc từ hai cuốn E-home nổi tiếng, bao gồm Nỗi buồn ốc sên và Chim sẻ Cosette. Cả hai cuốn E-home này có một điểm chung quan trọng, những câu chuyện trong đó đều được lấy cảm hứng từ cuộc sống thường ngày và những trải nghiệm thực tế. Với bàn tay tài hoa của Yasumasa Suzuki, các câu chuyện này được tái hiện một cách chân thực và đầy màu sắc. Mục tiêu của E-home không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu trẻ em đọc truyện mà còn truyền đạt những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, sự đoàn kết và ý thức về môi trường. E-home đã và đang là một phần quan trọng của văn hóa gia đình Nhật Bản, đồng thời trở thành một cổ phiếu quý báu trong việc kết nối các thế hệ gia đình. Họa sĩ Yasumasa Suzuki tiết lộ về quá trình sáng tác tranh cho tác phẩm E-home Nỗi buồn ốc sên, trong đó ông dành hơn 6 tháng để nghiên cứu và vẽ hơn 200 bản phác thảo, lấy cảm hứng từ cuộc sống của những chú ốc sên trong vườn nhà. Đối với họa sĩ Yasumasa Suzuki, chúng là biểu tượng của sự che đậy nỗi buồn bên trong mỗi người và từ đó, ông đã xây dựng nội dung và chọn lọc những bức tranh tốt nhất để tạo nên câu chuyện nỗi buồn ốc sên. Tuy nhiên, E-home Chim sẻ Cosette lại là một trải nghiệm khác. Cuốn này tái hiện các thảm họa thiên nhiên mà Nhật Bản từng trải qua và nó được vẽ lại dựa trên sự kiện thực tế. Chuyện kể về sự kiện động đất và sóng thần kinh hoàng và nhân vật chính là một chú chim sẻ. Nhân vật này thể hiện tinh thần chiến đấu và hy vọng, đem lại niềm vui và ánh sáng trong cuộc sống. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam và người Nhật đang làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là trẻ em. Các tác phẩm E-home đã làm cho trẻ em yêu thích truyện tranh và truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Cô Phạm Thị Hồng chia sẻ về việc đưa con gái tới tham quan sự kiện này và cho biết rằng tác giả Yasumasa Suzuki đã đầu tư nhiều tâm huyết vào những bức tranh, không chỉ quan tâm đến nội dung câu chuyện mà còn đặc biệt quan tâm đến đối tượng đọc, tức là các trẻ em. Cô ấy tin rằng trẻ em sẽ thích thú khi nhìn thấy những bức tranh này. Cũng có trẻ em như Phùng Minh Trà My, 3 tuổi, bị cuốn hút bởi những tác phẩm này, chứng tỏ sự thành công của E-home trong việc kết nối và truyền tải thông điệp đến thế hệ trẻ.